Đây mọi người muốn rộng, muốn rẻ là đây nha. Khuôn viên này là hơn 7.000m2, bao gồm có biệt thự, sân vườn, view sông, đủ mọi yếu tố chơi bời cho cô chú anh chị. Quan trọng là cái mức giá cực kỳ rẻ, từ 17 tỷ đồng, giá giảm chỉ còn 10 tỷ 500 triệu đồng mà thôi. Giá rẻ như thế, hời như thế, cô chú để dành tiền làm gì? Để dành tiền mua biệt thự nha. À, toàn bộ cái cảnh khuôn viên mà mọi người xem qua trên các video này thì gần như chung quay là mật độ xung quanh là toàn bộ là nhà không à. Đây không có nhà, bên kia không có nhà, bên nọ cũng có nhà, rất là nhiều nhà luôn cô chú anh chị. Rồi chúng mời cô chú anh chị cùng theo chân nhà đất Sài Gòn vào bên trong để cùng khám phá ngôi nhà mới hôm nay. Chính diện của ngôi nhà mới hôm nay, một căn biệt thự mái Thái mà chúng muốn gửi đến cho cô chú anh chị, cũng giống như đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh nhà đất đẹp. Toàn bộ một cái khuôn viên nhà mái Thái đẹp như thế này luôn, nằm trên cái diện tích khuôn viên 7.000m2, giá bán từ 17 tỷ đồng nha cô chú anh chị. 17 tỷ đồng. Nay anh chủ nhà đang rất là cần tiền và hạ một cái mức giá cực kỳ hời cho cô chú anh chị sử dụng. Còn lại là 10 tỷ 500. Nếu cô chú anh chị em nào mà thích thì còn gặp chủ nhà và được thương lượng nữa một cái mức giá nữa nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta đi vào bên trong nha. Toàn nhà chúng ta là tứ bề bốn hướng là rất là thoáng, một căn biệt thự mái Thái. Đó, vào bên trong thì đây là khuôn viên phòng khách của nhà chúng ta nè mọi người. À, rất là rộng lớn như thế này. Không gian ở bên căn nhà mái Thái này bao gồm có 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất của nhà chúng ta. Thì thực tế là nhà này anh chủ nhà cũng về đây là nghỉ dưỡng thôi, chứ còn cũng ít có, không có người ở đây. Vì thế nên cũng không có dọn dẹp thường xuyên được, nữa là nhà nó cũng hơi bụi bặm. Thì chung sẽ review qua cho cô chú anh chị cùng xem. Vì không người chăm sóc và vì điều kiện hoàn cảnh nên anh chủ nhà đã quyết định bán một cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Do giá từ 17 tỷ đồng mà nay bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu còn được thương lượng nha cô chú anh chị. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng rất là rộng, phòng nào cũng có máy lạnh, phòng nào cũng rộng nha. Tiếp theo thì đây là phòng ngủ thứ ba. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba. Đây là phòng ngủ thứ ba nha cô chú anh chị, rất là rộng, rất là lớn, đặc biệt là bên trong này nó giống như cái phòng phòng master á, rất là lớn luôn. Bên trong nó có nhà tắm nè, một cái khuôn viên nhà tắm cực kỳ rộng luôn cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta sử dụng nha. Rồi chúc mời mọi người cùng ra bên ngoài. Phía đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh chung để sử dụng cho cho toàn bộ khuôn viên. Còn bên này là khu vực phòng bếp. Chúng ta nhìn ra phòng khách, nhà chúng ta sẽ có 3 hướng cửa. Một là hướng cửa đi ra ngoài, hướng cửa bên hông và hướng cửa ra đằng sau cửa hậu nha cô chú chị. Rồi chúc mời cô chú chị đi ra cửa bên đây để chúng ta cùng ra ngoài khu vườn. Đây nha mọi người, thấy không? Cô chú thấy gió mát. Một cái view sông nằm sông Vàm Thuận nha cô chú chị. Đó, sông Vàm Thuận rất là mát mẻ, khu nghỉ dưỡng thì quá xá là tuyệt vời. Đó, tàu ghe ở ngoài đang chạy, nhà chúng ta có cả cano, có thuyền ở dưới bến rồi luôn. Ở dưới có cả cano luôn nha cô chú anh chị. Chạy ra là vi vu luôn, đó cano nằm bên kia. Rồi chung mời cô chú anh chị đi theo chung để cùng nhà đất Sài Gòn khám phá toàn bộ cái khu vườn, khuôn viên khu vườn bên đây nha. Đây toàn bộ khuôn viên khu vườn này là rộng lên đến 7.000m2, hơn 7.000m2. Cây ăn trái, khu tiểu cảnh rất là nhiều và khu xung quanh khu vườn được lát, mọi người thấy không? Đây là lát đấy nè, lát xi măng ở bên dưới nền luôn để cho cỏ nó không có mọc nha. Rất là VIP luôn. Chúng ta về đây làm vườn cực kỳ nhàn, không phải ấy gì hết. Cây ăn trái đây nè mọi người thấy, bơ, rồi chôm chôm, mít. Tất cả các khu tiểu cảnh ở bên xung quanh vườn đều có chòi mát rất là nhiều luôn nha. Xung quanh khu nhà vườn rất là nhiều chòi mát. Đó, chúng ta về đây là khỏi nói, là phải nói là hưởng thụ cái không gian cuộc sống nó quá an nhàn luôn cô chú anh chị. Trước đây là cái khuôn viên này, trước đây là làm quán nhậu nha cô chú anh chị. Làm quán nhậu sân vườn bờ sông. Nhưng không phải là anh, tại sao anh chủ nhà, anh chủ mà đang sở hữu hiện tại á,
thì mua lại một cái khu này và anh mua anh làm khu nghỉ dưỡng thôi mà anh không làm quán nhậu nữa. Vì thế nên ai mà có ý định mà muốn mua khu vườn này để mà làm quán nhậu thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng quan tâm, rất là tuyệt vời luôn. Nó dài lên tới 80m, 82m bám theo mặt bờ sông. Một cái view buổi tối lên là phải nói là cực kỳ mát luôn. Đây mọi người thấy lia qua bên đây nè, cho mọi người thấy toàn cảnh xung quanh là đều có chòi mát hết. Xung quanh chòi mát rất là nhiều luôn. Cây ăn trái, vườn cây ở dưới thì nó rất là sạch. Chúng ta làm vườn thì cực kỳ nhàn luôn nha cô chú anh chị, không phải lo làm cỏ. Đúng rồi, vườn này không phải lo làm cỏ luôn trời. Đó, chòi mát xung quanh khu vườn và cây ăn trái rất là nhiều luôn. Mà Trung sẽ quay qua toàn cảnh khuôn viên này. Mà chưa hết đâu nha mọi người, tiếp tục chúng ta di chuyển qua bên đây là toàn bộ cái khuôn viên này, vườn cây ăn trái, khu tiểu cảnh. Bên đây là có những nhà nghỉ, nhà kho. Trời, cái vườn này đi đâu cũng có nhà hết. Đi xung quanh 7,000 m² là đi đâu xung quanh cũng có nhà nghỉ xung quanh nha cô chú anh chị. Đó, đây cũng là nhà nghỉ nè, rồi phòng karaoke nè, phòng bên kia cũng là nhà mát, nhà nghỉ. Nói chung là trước đây là vì là trước đây làm quán nhậu. Đó, bên đây có nguyên một cái phòng karaoke riêng biệt nữa nè, cho đại gia đình chúng ta. Đó, phòng karaoke nè. Nó sập sình múa nhảy về đây là hát hò là không phiền tới ai luôn á. Tại vì khu này trước đây làm quán nhậu mà. Đó mọi người thấy không, đây chúng ta review hết, tham quan hết khuôn viên khu vườn này cho mọi người xem nhá. Rộng lên đến hơn 7,000 m² nha cô chú anh chị. Hơn 7,000 m². Ô, xoài trái quá trời luôn nè, trái lủng lẳng luôn. Đây là xung quanh chúng ta đi đâu mọi người thấy không, đi đâu cũng có nhà. Tất cả là nhà trong cái khuôn viên mà chúng đang review, đang quay đây là nhà của nằm trong cái khuôn viên khu vườn 7,000 m này nha cô chú anh chị. Rộng đến 7,000 m. Đây mọi người, khuôn viên đây là đường vào nhà chúng ta đây, đường xe hơi xe tải chúng ta vào thoải mái nha. Đây là căn nhà này nằm ở tại thị xã Bến Cầu, đi vào rất là gần thị xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Chúng ta đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 70 km nha cô chú anh chị. Vẫn như vậy là Trung mới review qua cho cô chú anh chị xem qua một cái khu biệt thự sân vườn view sông và cỏ đông nha cô chú anh chị. Đây là một cái view sông và cỏ đông. Giá bán ở khu vườn này rộng đến hơn 7,000 m². Chúng ta sử dụng có vườn cây ăn trái, có biệt thự, có rất là nhiều nhà mát xung quanh luôn. Kiểu cách làm giống như là quán nhậu sân vườn. Giá bán ở khu vườn này từ 17 tỷ mà nay giá anh chủ nhà đang cần tiền bán một cái mức giá chỉ 10 tỷ 500 triệu còn được thương lượng trực tiếp gặp chủ nhà làm việc. Một cái mức giá cực kỳ hời cho mọi người sử dụng nha. Cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy cho nhanh tay gọi ngay cho Trung qua hai số điện thoại trên màn hình để Trung sẽ tư vấn rõ ràng hơn, cũng giống như dẫn cô chú anh chị đi xem thực tế để trải nghiệm cái khu vườn này nằm ở tại xã Bến, thị xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km thôi nha cô chú anh chị. Và giá bán mà Trung đã cũng đã công khai. Một lần nữa nhà đất đẹp xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video kế tiếp nha. Nhớ share, like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhà đất đẹp ngày càng lớn mạnh hơn nha cô chú anh chị ơi.